thở mạnh lên. Đứng xích qua đằng kia. Mẹ ơi nhỉ. Thở được chưa? Cô ăn được rồi. Mẹ ơi nhỉ nhỉ. Làm gì? Thở chi à? Thở nữa hả? Được chưa? Nhỉ nhỉ. Đốt đèn nữa hả? Dạ. Đốt đèn thổi nữa hả? Trời ơi. Thôi nhiêu đó được rồi. Đúng rồi. Ai mua cho con? Bác ba mua cho con. Rồi con có cảm ơn bác ba không? Cảm ơn bác ba rất nhiều. Cô đó bú. Là hộp quẹt. Bỏ xuống đi. Cô bú. Đâu con mua bánh kem này có hình con gì vậy? Cô trang nữa. Có hình con gì? Đừng có nghe cái hình của chị. Nghĩ giữa gì vậy? Gì? Không biết hả? À?